các bạn, tôi đang có mặt ở sân vận động Kazu. Nơi đây đang diễn ra một sự kiện bóng đá đặc biệt mang tên Football for Hope. Đúng như tên gọi của nó là bóng đá hy vọng. Sự kiện này là cơ hội để các em nhỏ trên toàn thế giới giao lưu và hiểu hơn về ý nghĩa của môn thể thao này. Festival được FIFA tổ chức đúng một tuần trước trận chung kết World Cup, quy tụ 32 đội bóng đến từ các trung tâm bóng đá cộng đồng trên toàn thế giới. Ở đây, kết quả không phải điều quan trọng nhất. Việc các em được giao lưu và sử dụng bóng đá như một công cụ xã hội mới là mục tiêu của festival. Festival bóng đá hy vọng được chúng tôi tổ chức lần đầu tiên năm 2006. Chúng tôi muốn các em nhỏ hiểu được ý nghĩa quan trọng của bóng đá, sử dụng bóng đá làm thay đổi thế giới. Trong festival này, ngoài thi đấu, họ còn giao lưu với nhau và bàn luận về các chủ đề quan trọng như phòng chống đói nghèo, bệnh tật. Vì tính chất giao lưu là chủ yếu nên luật chơi cũng rất đặc biệt. Mỗi đội bóng có 5 người, trong đó ít nhất 2 cầu thủ nữ trên sân. Không có trọng tài và các đội tự thỏa thuận với nhau trong các tình huống. Em cảm thấy cuộc giao lưu này rất thú vị. Thật tuyệt khi em được giao lưu với mọi người trên toàn thế giới. Trong 32 đội bóng dự giải lần này, Việt Nam cũng có một đại diện là trung tâm bóng đá cộng đồng tại Việt Nam với tổng cộng 6 em nhỏ. Trong đó có 3 nữ và một cầu thủ bị khiếm thính. Đối với bóng đá cộng đồng tại Việt Nam thì chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự khi được tham dự lễ hội bóng đá hy vọng do FIFA tổ chức lần này. Bởi vì chúng tôi không chỉ đại diện cho bóng đá cộng đồng tại Việt Nam mà còn đại diện cho quê hương của chúng tôi là Thừa Thiên Huế và đại diện cho Việt Nam với vai trò là đại sứ tại cái lễ hội này. Cho nên đây là một cái niềm tự hào, một cái vinh dự và một cái niềm hạnh phúc rất lớn cho tất cả các thành viên ở trong đoàn. Dự án bóng đá cộng đồng tại Việt Nam là một trong những tổ chức thuộc Street Football World và cũng là thành viên của FIFA. Đây là năm đầu tiên trung tâm được dự Festival bóng đá hy vọng và từ các năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ họ trong tương lai. Trước mỗi trận đấu, hai đội có một buổi giao lưu, thỏa thuận thêm các luật mới. Như trung tâm bóng đá Bahia Brazil này, thêm luật cầu thủ cả hai đội phải cùng nhau ăn mừng khi một đội ghi bàn. Trận đấu diễn ra khá hòa nhã và kết thúc với tỷ số không đều, nhưng vẫn có những cầu thủ bị chấn thương. Thế mới biết, khi thi đấu muốn nhẹ nhàng cũng không phải đơn giản. Hết trận, hai đội cho nhau điểm số tối đa về fair play. Các em cũng có những trải nghiệm đáng nhớ. Em cảm thấy rất vui khi được một trong 6 người rất may mắn được chọn để tham dự festival ở Brazil. Khi mà tụi em đã đi điểm fair play chiếm 50% số điểm, vâng, điều đó làm tụi em rất là nỗ lực hơn trong việc chơi phải fair play, chơi phải đẹp, và tụi em thấy trên một sân bóng hai đội như là một gia đình vậy ạ. Bên cạnh việc thi đấu, trải nghiệm đáng nhớ nhất của cả đoàn tại festival lần này là họ được tới sân Maracana xem trận tứ kết World Cup giữa Pháp và Đức. Đó là một kỷ niệm không thể quên với tất cả. Trải nghiệm ở đây mà em thích nhất đó là được lên sân vận động Maracana để xem trận tứ kết giữa Đức và Pháp. Thì đó là lần đầu tiên em được xem trận World Cup, trận bóng trong World Cup. Và người ngang của em là sân vận động rất là lớn và trận bóng thì rất hấp dẫn. Đó là một điều em không thể mơ ước nào mà đã xảy ra. Một niềm rất vinh dự đối với em trong cuộc đời em. Được tới Brazil, giao lưu với toàn thế giới trong ngày hội World Cup, đó là một giấc mơ trở thành hiện thực với tất cả các em. Kỷ niệm ấy, các em sẽ còn nhớ mãi. Và đúng như tên gọi của festival Football for Hope, dự án này mang lại niềm tin, niềm hy vọng và những kinh nghiệm sống đầy quý giá cho các em trong suốt hành trình của cuộc đời.